Trong tập tiếp theo của Giải Mã Nhan Sắc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai đội chơi dễ thương và vô cùng lầy lội. Đội Xém Đẹp với diễn viên Thụy Mười và ca sĩ Vi Thảo. Đội Chắc Đẹp với ca sĩ Quốc Đại và ca sĩ Minh Thảo. Anh Đại sao? Bây giờ anh Đại sao nè? Tôi thích cái bê. Từ đó giờ đâu có ai giải mã được cái nhan sắc của Đại đâu. Thời buổi giờ phải tiết kiệm, đẹp cũng phải tiết kiệm. Đối với Mười á là Mười đánh nền, Mười đánh rất là mỏng. Bởi vì đánh càng mỏng và đánh nền chắc thì cái giữ được cái độ lâu. Theo kinh nghiệm bản thân thì đội chơi nào sẽ đưa ra được những bí quyết làm đẹp hữu ích và trả lời được những câu hỏi hóc búa của chương trình. Cái đáp án A nãy đó là xém nám. Cái A đó là tránh nám. Trong y văn và cái chuyên ngành bác sĩ da liễu của mình thì nám da. Tất cả sẽ có trong tập 2 của Giải Mã Nhan Sắc với chủ đề Mặt Đẹp Không Tì Vết, phát sóng lúc 10h30 thứ Bảy ngày 18 tháng 8 năm 2018 trên Truyền hình Vĩnh Long 1.